Hello mấy đại sư huynh đã quay lại với Sima ảo ma Canada đây. Chúc anh em có ngày mới thật lụy nè mà. Thì đây chính là cái điện thoại mà 6 năm về trước của tôi luôn anh em ơi. Tôi biết nếu như mà anh em mà có cái điện thoại này xác định là anh em đá xuống sông, dục xuống mương luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà riêng tôi là vẫn để tới bây giờ anh em ơi làm kỷ niệm. Thì lúc nãy là tôi có lục ở trong cái ba lô của tôi á, thì tôi tìm ra được cái điện thoại này anh em ơi. Đấy thì tôi nghĩ là nó mất rồi anh em à. Nhưng mà thật ra là nó nằm ở trong cái ba lô cũ của tôi anh em ơi. Thì bây giờ là tôi sẽ mang cái điện thoại này ra cũng như là cho bé Lâm nó bắn nha. Đó, mày xong thì gọi Lâm ơi. Lần này bé Lâm mà nó bắn được cái điện thoại này tôi mới gọi nó là đỉnh cao anh em à. Để thề với anh em luôn. Nhưng mà điện thoại này nói chung á vẫn còn dung lượng anh em ơi. Tôi đã tải game Free Fire rồi. Nhưng mà không biết là nó có bị lag không anh em à. Hồi xưa là tôi mua là chủ yếu tôi coi phim thôi. Với lại là tôi chơi mấy cái game mà chủ yếu là ít dung lượng anh em. Nhưng mà game Free Fire anh em biết là cũng khá là nhiều dung lượng luôn. Ok, nói chung là bây giờ tôi ra tôi kêu với Lâm nha anh em. Ok anh em ơi, đây chính là cái điện thoại mà bé Lâm nó chuẩn bị bắn nè anh em à. Đấy anh em phải không? Góc trên màn hình là kiểu nó bị bể nè anh em ơi. Ảo ma Canada thật sự luôn ấy. Phía sau thì bị chày quá trời luôn nè anh em à. Đó. Nhưng mà được cái mình có test cái điện thoại này rồi anh em ơi. Nói chung là nó cũng còn dung lượng anh em à. Đấy tôi đã tải Free Fire gì rồi. Lần này bé Lâm bị ton anh em ơi. Nhưng mà điện thoại này nó lag hay không thì tôi không biết anh em à. Đấy. Nhưng mà thôi, cứ cho bé Lâm nó thử thách mới gọi là đỉnh cao nha anh em ơi. Cái điện thoại này nói chung là từ đâu 6 năm về trước rồi anh em à. Tôi mua rất là lâu rồi. Thì anh em mà đón được cái điện thoại này, điện thoại tên là gì ấy, thì nhớ là comment với nhà mình tặng kim cương cho anh em nha. Và kèm theo ID game nha anh em ơi. Đấy, điện thoại cực kỳ cổ luôn anh em à. Trời gỗ là trời, bây giờ mà kiểu tôi đang định là ném xuống sông luôn anh em ơi. Nhưng mà thôi, cho bé Lâm nó bắn thử anh em à. Để xem là điện thoại này nó bắn được không nha. Nó kéo tâm được kiểu như lên đầu dễ dàng không nha anh em ơi. Tôi nghĩ là độ nhạy của nó chắc là ok đấy. Ok, đi thôi anh em ơi. Ê Lâm ơi, Lâm ơi. Đây đây đây, cầm đi. Cái điện thoại của Lâm nó bé tù lứa luôn, chạy tới phân lon thế này. Trời ơi là trời, cái điện thoại của anh 6 năm trước đấy. Đây chính là điện thoại mà kỷ niệm đầu tiên mà mình mua luôn anh em à. Bây giờ điện thoại này nói chung là vẫn còn dung lượng để tải game Free Fire đó, anh đã tải luôn rồi. Thì anh không biết là nó có bị lag hay không. Đấy, nhưng mà hồi trước là anh chơi game cũng vẫn tốt ấy. Thì bây giờ em mà bắn được cái điện thoại này mà thắng ấy, tặng cho em một cái hạt phụ của anh 500 triệu luôn. Cái hạt đó chỉ giá 500 triệu ấy. Thiệt hả? Trời ơi, thiệt luôn, bây giờ dám không? Bây giờ dám bắn cái này không? Dám chứ, này dễ dàng. Nhưng mà lag lắm đó nha, chứ không phải điện thoại mà hiện tại em bắn đâu nha. Lag kinh điển luôn á. Có đồ nhạy bắn được. À, có đồ nhạy bắn được, ok. Bây giờ để xem là bé Lâm nó bắn được không nha anh em ơi. Đâu đưa điện thoại lên xem nào. Đó, điện thoại này thời luôn là cực kỳ cùi luôn anh em à. Anh em đón được điện thoại này nhớ comment với nha. 2 hours later. Sao từ nãy đến giờ bé Lâm nó chỉnh cái setting của nó thì cuối cùng tôi cũng đã tha phòng mà cho nó solo với lại là kỳ cụ quân đoàn của tôi nha anh em ơi. Lần này bé Lâm mà nó solo với kỳ cụ quân đoàn của tôi mà nó bắn cái điện thoại này mà nó thắng được ấy là xác định là thằng kỳ cụ này nó ra gầm cầu ngủ. Nhầm quên anh em ơi. Ra đảo khỉ ngủ anh em à. Đấy quên, trời ơi, tôi ra gầm cầu quyết tôi bị lẹo lưỡi anh em à. Đấy thì nói chung là trận đấu này bé Lâm nó khá là thiệt thòi luôn anh em ơi. Tại vì nó chơi cái điện thoại với nó rất là cũ luôn. Anh em nào mà có điện thoại giống tôi thì nhớ là comment với nhà. Và anh em nào mà đón được điện thoại này, điện thoại gì cũng như là comment với mình biết luôn nha anh em ơi. À đây rồi, ui ôi. Vãi cái trưởng, pha này mà thề luôn, điện thoại của bé Lâm mà điện thoại chính của nó là xác định là bay đầu rồi anh em à. Trời gỗ là trời ảo với trưởng anh em ơi. Cố lên anh em ơi, cố lên. À đây rồi, ok, bây giờ là 1-0 về bé Lâm rồi anh em à. Được cô ló rồi. À, từ nãy đến giờ mà anh em xem video mà chưa có like tôi thì nhớ là mang điện thoại đến nhà người yêu cũ cũng như là kêu người yêu cũ nhắn like tôi nha anh em ơi. Đấy, anh em nào mà làm được tôi kiểu kêu bằng cũ luôn anh em mà. Trời gấu là trời thề luôn, gặp mặt người yêu cũ rồi là nó ghén rồi anh em ơi. Nhưng mà cái này là kêu ấn like cái nữa là hơi bị VIP luôn anh em mà. Làm được mình tặng kim cương luôn. Đó, Việt Nam nói là làm luôn anh em mà. Rồi, ok, bây giờ là 2-0 rồi anh em ơi. Ngon rồi. Bây giờ tôi mới nhận ra là cái độ nhạy của bé Lâm công nhận là nó công hiệu ghê luôn anh em ơi. Cái điện thoại mà lát như này là thề luôn cân mọi lôi kèo luôn anh em à. Hồi nãy giờ tôi thấy là nó thắng 2-0 mà đơn giản như này tôi thấy là cũng hơi ghén rồi. À thì anh em nào muốn độ nhạy của bé Lâm thì nhớ là comment với nhà mình sẽ xin độ nhạy bé Lâm cũng như là cho tất cả những anh em nha. Như kiểu là cân tất cả những điện thoại mà bị lát luôn anh em ơi. Tôi nghĩ là tất cả anh em nào mà điện thoại mà hơi bị giật lát xíu ấy là có thể dùng độ nhạy bé Lâm là thôi solo là bao VIP luôn anh em à. Tại vì ga đạn là lúc nào cũng viên đầu tiên lên đầu anh em cho nên là khá là lợi thế luôn anh em ơi. Đây rồi, MB40 bích vàng anh em à. À bé Lâm hình như là nó chưa có quen setting anh em ơi. Anh em thấy là toàn đặt keo keo đứng luôn anh em à. Đấy, chưa tình trạng này bật keo ngồi luôn ấy. À mình hiểu rồi anh em ơi, chắc là điện thoại lát rồi nó không đặt được ấy. Hồi trước mình cũng có chơi một cái điện thoại lát anh em à, đặt keo ngồi cái là nó đơ máy anh em ơi. Ui ôi, full máu đỏ luôn, mày bắn cái gì vậy mày? Ghê vậy.
Từ nãy đến giờ tôi thấy là mấy Lâm nó đặt keo đứng rất là chậm luôn anh em ơi, với lại di chuyển là cũng khá là chậm luôn. Nói chung á là tôi nghĩ điện thoại này cũng rất là lát rồi, cho nên là mấy Lâm nó khá là khó chịu rồi anh em ơi. Bây giờ mà mấy Lâm mà nó win được trận đấu này mới gọi là đỉnh cao rồi anh em à. Nhưng mà điện thoại này, điện thoại lần đầu tiên mà tôi mua ở trong cuộc đời tôi luôn anh em ơi. Nói chung cũng rất là nhiều kỷ niệm luôn. Điện thoại này hồi trước là tôi mua hình như là với giá là 500.000 anh em à. Đấy, 6 năm trước là 500.000. Nói chung á là 500.000 là hồi đó là rất là lớn luôn anh em ơi, giá trị cực kỳ luôn ấy, chứ không phải là bây giờ đâu. Cho nên là điện thoại bây giờ là kiểu vô giá anh em à. Đấy, anh em nào mà có điện thoại mà giống tôi nhớ là comment với nha anh em ơi. Điện thoại này tôi nghĩ là cổ đại lắm luôn rồi đấy. Ok, cố lên anh em ơi. Hiện tại là Bảy Lâm đang có combo MB40 với lại là UMB anh em à. Thề luôn, combo này tôi cực kỳ thích luôn. Ui ôi, lấy bay đầu nè, mày bắn cái gì ghê dữ mày. Trời ơi là trời. Tôi chắc chắn một điều đây chính là cái đầu nhại mà VIP nhất từ trước đến nay của Bảy Lâm luôn anh em à. Tại vì anh em biết là nó mà chịu nổi được cái điện thoại này tôi cũng chịu luôn ấy. Ra đạn cũng vô đầu được anh em à. Thì nói chung mà điện thoại này tôi cũng thấy là cũng ok, cũng ổn anh em ơi. Tận 6 năm trời rồi nhưng mà vẫn tải Free Fire được với lại là bật lên được là ok rồi anh em à. Tôi cứ tưởng đâu là cái điện thoại này nó bị hư rồi anh em ơi, mở nguồn lên không được ấy. Nhưng mà tôi mở lại lên anh em à, sau đó tôi sạc pin tí là lại đầy pin anh em ơi. Rồi, à từ nãy giờ là anh em thấy là Bảy Lâm nó win tỷ số là 4-0 anh em ơi. Bây giờ còn 3 ván nữa là Bảy Lâm nó chốt kèo 7-0 luôn anh em à. Rồi lần này kỳ cũ này chuẩn bị là to với tôi rồi anh em ơi. Ý là Bảy Lâm nó bắn cái điện thoại cùi bắp mà còn đi thua kiểu này chịu luôn ấy. Ok bây giờ là tỷ số là 5-0 rồi anh em ơi. Như tất cả như anh em biết á thì tầm một tuần trước là Bảy Lâm nó có bắn bằng iPad mà trên clip của mình ấy. Nhưng mà bây giờ thì nó bắn mà cái điện thoại mà cực kỳ lát luôn anh em à. Nó vẫn bắn đường luôn. Ảo ma Canada Sukula chứ. Bây giờ mà cái cục gạch Nokia mà tải game Free Fire được tôi cho nó chơi luôn anh em ơi. Như thế cho nó nhức nách. Nhưng mà hên là cái đó nó không tải được anh em à. À đứng đây làm gì đây? Ê đứng gì mày? Ui ôi vãi nồi. Trời ơi là trời, quan sát luôn kìa anh em ơi. Chấn động địa cầu cái gì. Đây là trận cuối cùng rồi anh em à. Và nếu như mà trận đấu này Bảy Lâm nó kết thúc với tỷ số là 7-0 luôn là xác định kỳ cũ với tôi luôn anh em ơi. Xuống làm thành viên quân đoàn tôi luôn chứ còn gì nữa. Tính ra là Bảy Lâm nó bắn điện thoại là cùi bắp nhất trên đời này mà nó còn thắng không được Bảy Lâm là một ván nữa anh em ơi. Kiểu này toan rồi anh em à. Tính ra là mấy ngày trước tôi cũng có solo với lại là kỳ cũ này của quân đoàn tôi anh em. Thì nói chung là cũng thắng tôi với tỷ số là 5-7 anh em ơi. Đấy tôi là thắng 7 nhưng phải tôi thua đâu anh em mà. Trời ơi tôi bắn cũng hơi bị kinh đấy. Nhưng mà không hiểu là trong trận đấu này không thắng được Bảy Lâm một ván. Chịu luôn anh em ơi. Ok cố lên Lâm ơi. Bây giờ để xem là Bảy Lâm nó có thế nào mà nó win được không nha anh em ơi. Hãy kết liễu luôn chứ còn gì nữa mày. Nha anh này. Ui ơi phải nồi cái đầu nhảy gì mà ra đạn lúc nào là viên đầu tiên là cũng lên đầu chứ anh em ơi. Ui công nhận mà đúng bếp luôn ấy. À anh em nào mà cần đầu nhại này thì nhớ là comment ở dưới cho anh biết nha anh em ơi. Mình sẽ đi ăn trộm đầu nhại của Bảy Lâm cho anh em luôn. Đấy như thế cho nó nhức cái nách anh em à. Tại vì tôi biết là nó nhiều đầu nhại cực kỳ luôn. Nhưng mà đây chính là đầu nhại mà. Ơ kìa. Cái gì mà one shot mày ghê với mày. Ảo ma Canada Sukula chứ đang nói chuyện anh em nó bắn bay đầu luôn anh em à. Gớm ghê ông nội. Ok anh em ơi, bây giờ tôi sẽ mang cái phụ tôi ra cũng như là tôi cho Bảy Lâm nha. Tại vì Bảy Lâm nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ là bắn cái điện thoại siêu lát 6 năm về trước của tôi anh em à. Đấy anh em thấy là điện thoại bể tùm lum luôn. Ok nha, thì trước khi mà tôi mang ra thì anh em tới phần câu hỏi này. Anh em trả lời đúng cũng như là mình tặng kim cương cho tất cả anh em luôn nha. Cô quân sự ngày xưa có bao nhiêu thùng dầu? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này cũng như là kèm theo game nha. Tại hiện tại là Ghana đã xóa thùng dầu rồi anh em ơi. Nhưng mà anh em nào còn nhớ là ngày xưa ở khu quân sự là còn bao nhiêu thùng dầu thì nhớ là comment nha. Mình sẽ tặng kim cương cho anh em nào trả lời đúng nha. Nhớ là kèm theo đi game nha. Thì mình tâm sự với anh em xíu là dạo đây là mình thấy có rất là nhiều shop pha ke mình luôn anh em ơi. Ở trên Google ấy, hôm qua mình lướt hình như là tận gần 100 shop pha ke luôn anh em à. Buồn với cái trưởng luôn ấy. Thì anh em nào mà có lên shop mình ủng hộ mình ấy, cũng như là ẩn vô trong đường link mô tả này, cũng như là phần comment mình có ghim nha. Đấy nó sẽ dẫn anh em đến shop của mình luôn. Để tránh tình trạng mà vô nhầm mấy cái shop pha ke nha. Đấy mình mà gặp mấy thanh niên pha ke này xác định thôi, não luôn cước tới công chuyện luôn anh em à. Thôi ngày mai mình sẽ đi não luôn cước tới công chuyện mấy thanh niên pha ke luôn anh em à. Ok nha, đừng quên là ấn like và đăng ký kênh clip cho mình nha. Trời ơi, em ơi, hai cho em cái điện thoại luôn đi. Chứ điện thoại này bắn gì anh hai, để đi phạt lon đi. Nghĩ luôn mày ơi, thôi kỷ niệm anh đó. Nhưng mà anh thấy mày bắn được điện thoại này cũng hơi bị đỉnh đấy. Mặc dù là đặt keo ngồi không được anh em à. Bị lát cái gì? Bị lát mắt anh hai ơi. Mình nghĩ là điện thoại này chỉ có là kéo tâm được thôi anh em ơi. Chứ mà nó lát quá, trưởng đặt keo ngồi sao được anh em. Đây, như đã hứa luôn. Bây giờ đây chính là cái hạt mà hạt phụ của anh với giá là hình như chỉ giá là 500 triệu ấy. Nhưng mà anh thấy súng leo 7 cũng đỉnh lắm. Bây giờ anh cho mày, nói chung là hạt này thì muốn làm gì làm, nãy muốn tặng ai tặng. Nãy mặc dù là mình biết hạt kỷ niệm với Lâm nó không bỏ đâu anh em ơi. Có thể là làm hạt phụ cũng được. Nhưng mà anh thấy anh sợ mày đấy. Trời ơi, điện thoại gì mày bắn cũng thắng được, tôi chịu luôn ấy. Chị em muốn đi anh hai đi phân lo.
Tôi cho luôn đó, nghỉ luôn đi Phan Long ơi. Quá ok, ok nha anh em ơi. Bây giờ máy bay mày hẹn lại anh em ở đâu sao?